Hello, xin chào cả nhà. Thì hiện tại vị trí em Phúc đang đứng ở đây là một cái lô đất có diện tích ngang đến 10 m và dài là 40 m, tổng cộng là đến 400 m vuông lận nha cả nhà, và full thổ cư hết luôn rồi, cả nhà có thể xây nhà cũng được luôn, hoặc là mình mua để đầu tư ở vị trí này thì cực kỳ là tốt luôn ha. Thì hiện tại xã của em Phúc đang đứng ở đây là xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu của tỉnh Tây Ninh. Thì vị trí lô đất này của mình là nó nằm sát với lại trung tâm thị trấn của huyện Bến Cầu, cách chỉ 4 phút di chuyển bằng xe máy thôi, ra trục đường Bến Đình mình rẽ trái một cái là tới ngay chỗ vòng xoay đồng hồ của trung tâm thị trấn luôn. Như cái hướng tay em Phúc chỉ ở bên phải này nè là ra được trục đường Bến Đình, rẽ trái là mình về được trung tâm thị trấn ngay chỗ cái vòng xoay tháp đồng hồ của huyện Bến Cầu, còn rẽ phải là mình sẽ về được thành phố Tây Ninh. Còn ở vị trí này mình đi ra ngay cái mặt tiền đường 7 mét đó đó là rẽ trái mình sẽ về được cái tuyến tránh cao tốc của thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, sắp được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2023 này nha cả nhà. Đã được chuẩn bị bàn giao hết cho chủ đầu tư rồi ha. Và hiện tại á là cái vị trí đất của mình nè, nó gần với lại khu dân cư, như mọi người thấy là dân cư đã hiện hữu rồi. Và ở phía sau này nè, nó cũng sẽ có một cái đường đi ra đây, là sẽ có một cái đường song song với cái đường này luôn, và nó sẽ ra được ngay chỗ trung tâm, ngay chỗ đường Bến Đình là ra trung tâm huyện Bến Cầu giống hồi nãy á. Còn rẽ phải là sẽ ra được tuyến đường Bờ Bao, thì đường Bờ Bao sau này nó sẽ trở thành là cái tuyến tránh cao tốc của thành phố cao tốc An Sương Mộc Bài. Thì đất của mình hiện tại là sổ sách chuẩn chỉnh an toàn, mọi người sáng mua chiều đi công chứng luôn cũng được, chỉ đúng là 990 triệu một lô thôi. Thì hiện tại ở đây em có hai lô cặp với nhau, thì em Phúc sẽ bán hai lô cặp này cho cả nhà mình ha, là tổng cộng của nó là ngang đến 10 mét và sâu là 40 mét hai lô luôn, mỗi lô là 990 triệu nha cả nhà. Và với một cái tiềm năng về cao tốc nè, tiềm năng về những cái dân cư hiện hữu xung quanh và mặt tiền đường mà mình đang có, thì đây là mặt tiền đường bê tông là 5 mét và có quy hoạch lộ giới là 20 mét luôn nha cả nhà. Và ở phía ngoài kia nó cũng nằm ngay chỗ cái ngã ba, thì mặt tiền đường ở phía ngoài kia cũng là mặt tiền đường nhựa 7 mét và có quy hoạch lộ giới là 20 mét luôn. Và phía sau này thì mình ra được ngay tuyến tránh cao tốc, thì khi mà cao tốc nó rục rịch khởi công xây dựng á, thì cái giá đất của mình, giá trị của cái lô đất của mình nó cũng đã là có giá trị hơn cái hiện tại rồi. Và hiện tại á, với cái mức giá này á, trong cái thời điểm này thì mới có thôi nha cả nhà, chứ còn nếu như sau này mà thị trường bất động sản nó đã ổn định hoặc là nó đã đi lên rồi, thì với cái mức giá này không bao giờ mình mua được một cái lô đất với đầy đủ sổ sách hiện hữu, sổ sách sẵn như vậy, đất hiện hữu đã được cắm cọc và đã được dọn cỏ sạch sẽ như vậy ha, và đã được lên full thổ cư luôn rồi. Nói chung là mình chỉ cần bỏ tiền ra và đầu tư thôi, đợi thời gian khi mà thị trường nó ấm dần lên, khi mà thị trường nó có sóng trở lại, thì là cả nhà mình sẽ rất là dễ đầu tư ở cái lô đất này. Một cái lô đất với pháp lý an toàn chuẩn chỉnh và vị trí thì cực kỳ là tiềm năng, gần với lại mặt tiền đường nhựa nè, thể hiện sẵn trên sổ nè, ở ngoài kia thì sẽ là trục đường Bến Đình, là đường liên huyện nối liền giữa huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu, và nó rất là gần với lại khu hành chính, khu trung tâm của thị trấn huyện Bến Cầu và dân cư hiện hữu xung quanh. Thì nếu như cả nhà đang cần sở hữu một cái lô đất để đầu tư hoặc là để mua để dành cho con cái mình cũng được, thì cả nhà hãy liên hệ với em Phúc để tìm hiểu kỹ thêm về cái lô đất này nha. Và chúc cho cả nhà mình sẽ tìm được một cái sản phẩm, mà một cái lô đất mà ưng ý và phù hợp với lại tầm tài chính của gia đình mình. Mời cả nhà vào kênh Kim Phúc Nhà Đất Tây Ninh và bấm vào đăng ký để sẽ nhận được những cái thông báo và những cái thông tin sớm nhất về những cái lô đất, những cái sản phẩm bất động sản mà em Phúc sẽ mang đến cho cả nhà mình ha. Thì cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại.